Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 2 năm 2021 và bây giờ là khoảng trưa, 11 giờ trưa thì trong thời điểm này chúng ta đang chứng kiến giá Bitcoin đang đạt đến mới bây giờ là 58.342. Các bạn thấy được là cái giá cứ tăng và tăng mãi. Tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy được là có một cái điều chỉnh giá từ cái mức là khoảng 57.200 xuống chỉ còn có cái mức là khoảng chừng là 54.000 mà thôi. Các bạn thấy được là cái đợt điều chỉnh này rất là nhanh. Chúng ta thấy là đi không xa, điều chỉnh xuống chỉ khoảng chừng là 5,7% mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó giá được đẩy lên rất là lẹ. Đây là một trong những cái dấu hiệu rất tốt. Các bạn thấy được là bây giờ trên thị trường có rất nhiều người đang chờ sẵn để mà thu mua Bitcoin. Cho nên Bitcoin rớt xuống thôi là đã có nhiều người đẩy tiền vào để mà mua để mà đẩy giá ngược cho lên và cái bạn thấy là thị trường đi xuống chỉ có 5% thôi đã có nhiều người nhảy vào để mua có nghĩa là bây giờ cái tính nhẫn nại của những nhà đầu tư từ từ ít đi có nghĩa là bây giờ nhiều người mà đang có tiền mặt đó có thể là họ đang rất là nóng ruột họ có thấy bitcoin tăng trưởng tăng trưởng hoài cho nên chỉ cần là có cái dấu hiệu đi xuống thôi thì nhiều người đã nhân cơ hội đó để mà thu một bitcoin để giá tiếp tục tăng trưởng mạnh và cho đến thời điểm bây giờ là giá bitcoin đã đạt cái đỉnh mới 58.300 63 và nhìn vào tình hình này đó thì thường ở đầu video thường muốn chia sẻ một số những cái cách nhìn tổng quát với các bạn những gì mà thường đang suy nghĩ để cho các bạn có thể là cảm nhận được thị trường này là đang ở trong một tình hình như thế nào và tình hình bây giờ thì có thể nói là bull market đang rất là mạnh những người mua đang rất là nhiều cho nên thường nghĩ là không ai mà có cái nghĩ là sẽ sốt thị trường này ở thời điểm bây giờ các bạn có thể nghĩ là thị trường này sẽ có được điều chỉnh nhưng mà thường không nghĩ là nhiều người có ý định là sẽ sốt thị trường này tại vì các bạn thấy được là mỗi lần mà giá đi xuống thì được đẩy lên rất là nhanh có rất nhiều người đang chờ đợi hiện bây giờ và trên thị trường thì hầu như ai cũng có cùng một cái suy nghĩ là bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng mạnh thường sẽ chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn để các bạn nắm rõ hơn đây là cái tình hình tổng quát chung và thực ra mà nói bây giờ thì tương lai của bitcoin như thế nào trong những tới đây đó thì rất À, ít người có thể là đưa ra một cái nhận định đúng đắn được. Tại vì khi mà thấy được là khác. Với lại Bitcoin khi mà Bitcoin vẫn chưa có phá định cũ lúc 20.000 đô thì nhiều người có thể dựa vào nhiều tài liệu, nhiều dẫn chứng để mà chỉ ra được là Bitcoin không có lý do gì mà dưới 20.000 đô. Nhưng mà bây giờ Bitcoin nó lên tới cái mức là 58.000 đô thì những cái lý do mà người ta đưa ra tại sao Bitcoin có thể lên tới 100.000 đô hay là 500.000 đô hay là thậm chí bây giờ nhiều người đã bắt đầu nói tới Bitcoin cho lên tới mức là một triệu đô la thì các bạn thấy được những lý do đó nhìn vào một cấp cảnh nào đó thì cũng giống nhau mà thôi tại vì tất cả cũng giống như là nón mò mà thôi chúng ta không biết được là tương lai bitcoin sẽ ra sao ở cái thời điểm bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái trường phái có nhiều suy nghĩ khác nhau các bạn thấy được là có nhiều trường phái để nghĩ đến chúng ta bây giờ đã gần đến đỉnh rồi nếu như mà bitcoin không điều chỉnh thì chúng ta sẽ thấy đỉnh rất là nhanh chóng và sẽ bắt đầu đi vào một cái mùa đông crypto kế tiếp trường phái thứ nhì thì nhiều người lại nghĩ là chúng ta sẽ đi theo những cái đợt tăng trưởng trước đây có nghĩa là chúng ta thấy bitcoin tiếp tục tăng trưởng cho đến khoảng chừng là hè năm nay trường phái thứ ba thì nghĩ là chúng ta đã bước vào một cái giai đoạn mới một cái lịch sử mới của bitcoin rồi chúng ta bây giờ đang đi vào một cái siêu chu kỳ một cái super cycle có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy mua đồng crypto mà chỉ thấy như được điều chỉnh mà thôi và thuận đã đưa ra một cái bài bỏ phiếu thì các bạn thấy được nhiều bạn ở trên cộng đồng thuận capital cũng nghĩ là chúng ta bây giờ đã có thể bước vào một cái super cycle một cái siêu cycle rồi thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi bản thân thuận thì các bạn có đã biết là thuận thì rất có lòng tin là bitcoin sẽ đạt được 100 trăm đô à, còn về bitcoin đạt được một triệu hay không thì thuận phải suy nghĩ thêm một chút nữa tại vì một triệu là con số rất là lớn à, và thuận nghĩ là nếu như mà bitcoin muốn được một triệu đô la cho một bitcoin thì cái sự hỗn loạn ở trên thị trường phải rất là cao chúng ta phải có một cái gì đó rất lớn xảy ra và có thể đó là điều chúng ta không muốn thấy chúng ta hãy tiếp tục đi theo dõi Bitcoin coi coi là tình hình kế tiếp như thế nào nhưng mà có một điều rất là thú vị và trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và điều này rất là quan trọng tại vì trong thời gian gần đây có rất nhiều những bạn mới tham gia vào channel Thuận Khắp được cũng như là tham gia vào thị trường crypto này Một chuyện điều các bạn cần phải hiểu đó chính là giá cả của crypto lên xuống rất là bất thường Cho nên không ai biết được tương lai cho nên các bạn cần phải thu thập nhiều thông tin và tự ra quyết định cho bản thân mình Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Nhưng mà nào mà xem cái chương trình YouTube này các bạn có thể là nhận được những ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông qua link của Thuận Capital cho những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn Binance, sàn Binance US, sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn LMT, một sàn mà có copy trade là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để làm cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoCoin. đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và ở phần cuối cái video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn nếu như mà thuận đổi cái nến này trở thành cái nến tháng đi các bạn có thể được là cái nến tháng của Bitcoin trong vòng cái tháng vừa rồi đó là một cái nến tháng rất là cao. Các bạn thấy được cái nến này là bắt đầu từ cái mức là cái thời điểm là 33.000 cho đến 58.000. Các bạn thấy được là cái số tiền từ cái mức là 33.000 lên tới 58.000 là khoảng chừng là 25.000 đô. Các bạn có hiểu là cái nến này còn cao hơn, còn nhiều hơn là cái đợt tăng trưởng của năm 2017. Tại vì cái đợt tăng trưởng của năm 2017 đó giá Bitcoin sẽ lên tới khoảng chừng 20.000 đô mà Bây giờ tháng 2 năm 2021, một nến tháng Bitcoin thôi đã lên tới cái mức là 25.000 đô. Các bạn đã thấy được là cái sự dao động nó kinh khủng như thế nào. Và đây cũng là một cái điều khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể nhớ là tháng vừa rồi đó thì có rất nhiều bạn so sánh cái ngọn nến của tháng 1 năm 2021 với lại cái ngọn nến của tháng 12 năm 2017 và nhìn vào cái hình của ngọn nến này thì nhiều người kết luận là chúng ta sẽ bắt đầu thấy một mùa đông crypto dựa theo hai cái ngọn nến này nhìn giống nhau nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nếu như mà đưa ra những cái dẫn chứng đó thì có thể là dẫn đến những cái quyết định sai lầm tại vì các bạn thấy được là đây chỉ là những cái sự trùng hợp mà thôi trùng hợp không có nghĩa là những diễn biến giá cả sau đó sẽ giống nhau cho nên khi mà các bạn đưa ra những cái lập luận là nhìn vào cái ngọn nến của năm 2017 tháng 12 rất giống ngọn nến của tháng 1 năm 2021 trước khi các bạn thấy cái ngọn nến kinh khủng này thì nhiều bạn sẽ đưa ra quyết định là chúng ta sẽ thấy một mùa đông kế tiếp nhưng mà các bạn thấy được quyết định đó đã là một quyết định sai lầm giá Bitcoin từ cái mức là từ 40.000 đã lên thẳng tới bây giờ là 58 ngàn Thì đối với lại cái mức giá này Trên 58 ngàn thì các bạn đã thấy được là Tổng số vốn hóa của Bitcoin đã lên tới là hơn 1.000 tỷ Và với cái số vốn hóa này Tính theo cái trang web xếp hạng là Companies Market Cap Như bạn hỏi thuận là Cái web xếp hạng từ đâu mà có thì đừng chia sẻ với các bạn là Companies Market Cap.com Thì các bạn thấy được là trên trang web này đã xếp hạng Bitcoin ở mức vốn hóa này đã đứng hàng thứ 8 trong tất cả những loại tài sản và chúng ta tính phần lớn là cổ phiếu của những công ty. Và với mức vốn hóa này thì Bitcoin tổng số vốn hóa đã cao hơn cả công ty Tencent, Tesla, Facebook, Alibaba chỉ dưới công ty Google mà thôi. Và tôi nghĩ đây sẽ nhanh chóng. Bitcoin nếu như tiếp tục tăng trưởng thì sẽ nhanh chóng qua mặt luôn cả Google và cả thị trường bạc. Các bạn thì đây thì là một cái dấu mốc rất là lớn Thường không nghĩ là nhiều người nghĩ là Bitcoin vốn hóa sẽ cạnh tranh với những công ty Mà nhiều người thì nghĩ là vốn hóa Bitcoin Cái cuối cùng, cái mức mà cao nhất mà Bitcoin có thể đạt được là sẽ qua khỏi thị trường vàng Tại vì những người mà lưu trữ vàng có thể là những người mà rất hứng thú lưu trữ Bitcoin Cho nên đây là một trong những điều mà đều nói tới trong nhiều năm qua Và Bitcoin cũng là một vàng điện tử Chịu theo rất nhiều người Cho nên Bitcoin hoàn toàn có cơ hội là sẽ đạt được cái thị trường vàng Có nghĩa là Bitcoin sẽ lên tới cái mức là nhân 11 lần Với cái giá hiện tại và chúng ta thấy được là cái mức kế tiếp mốc quan trọng nhất là Bitcoin phải qua khỏi được vốn hóa của cả thị trường bạc là 1,49 nghìn tỷ. Chúng ta bây giờ là cần phải thấy Bitcoin tăng thêm khoảng chừng là 50% nữa. Có nghĩa là cái giá bây giờ phải lên tới cái mức tôi nghĩ là bây giờ là coi như là 60 ngàn đi. Thì từ cái mức là 85 đến 90 ngàn đô thì có thể là thay thế được cái thị trường bạc về cái tổng số vốn hóa và sẽ đặt vị trí thứ năm chứ đứng sau lưng công ty Amazon mà thôi Đây là cái tên hiện tại của giá cả của Bitcoin Và một trong những điều mà các bạn thấy được đã xảy ra trong thời gian đây Mà nhiều người cho là rất tốt đối với giá Bitcoin Các bạn có thể nghĩ điều này là đúng hay sai Nhưng mà một trong những điều mà đang xảy ra bây giờ là cái số lượng đồng Tether in ra rất là nhiều và nhiều người thì có lòng tin là có gì đó không đúng đối với Tether Nhiều người nghĩ là Tether in ra để mà bơm tiền vào trong thị trường Và bơm tiền thông qua sàn Bitfinex tại vì các bạn cũng đã biết là cái ban quản lý của công ty Tether và sàn Bitfinex là hai là một cho nên có nghĩa là cả hai công ty này là được quản lý bởi một nhóm người cho nên khi mà họ in đồng Tether họ đẩy lên trên sàn Bitfinex thì sẽ không có nhiều người đặt câu hỏi gì và cái số đồng Tether này sẽ được dùng để mà đi thu Bitcoin dẫn đến giá cả tăng lên và các bạn thấy được là trong cái thời gian chúng ta tính là trong vòng một năm qua thôi đây là cái đường mà cái tổng số vốn hóa của Tether có nghĩa là các bạn thấy được là Tether đã in ra rất là nhiều và từ một năm trước các bạn thấy được là ngày 22 tháng 2 Thì lúc đó tổng số hóa của Tether chỉ có 4,633 Nghĩa là 4 tỷ 6 mà thôi Và bây giờ các bạn thấy được là từ 4 tỷ 6 Mà lên tới cái mức hiện bây giờ Đã lên tới 34 tỷ từ 4 tỷ mà lên tới 34 tỷ trong vòng thời gian chỉ có là một năm mà thôi cái bạn thì được là con số tăng rất là kinh khủng mà chúng ta bây giờ nhìn vào từ đầu năm tới bây giờ thì từ đầu năm tới bây giờ đó tổng số hóa của tether từ đầu năm là 21 tỷ mà trong khoảng thời gian là từ ngày 1 tháng 1 cho đến thời điểm bây giờ là chỉ không tới hai tháng cái tổng số hóa của tether lên tới là 34,2 tỷ rồi chúng ta thấy được là cái tốc độ in đồng tether rất là nhanh hiện bây giờ và đây là một trong những cái điều mà nhiều người tin tưởng là cứ như vậy thì giá Bitcoin sẽ tiếp tục được đẩy lên và đẩy lên Đây là cái điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tình hình chung của thị trường à, Thì chúng ta đi vào cái trang web Coin360 thì chúng ta refresh cái trang Coin360 này thì các bạn thấy được là hôm nay thì đương nhiên chúng ta thấy là Bitcoin đang tăng trưởng và khi Bitcoin tăng trưởng thì một số đồng ta sẽ ngưng tăng trưởng cho nên ngày hôm nay Bitcoin tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy là những đồng lớn thì có màu xanh, có màu đỏ, có một số đồng cũng có sự tăng trưởng mạnh trong vòng 24 giờ qua chúng ta sẽ nói tới như là chúng ta nói tới cái đồng là Polkadot thì Polkadot cũng đã có một cái sự tăng trưởng mạnh. Bây giờ tôi đi chỉnh lại nhưng mà vẫn ở mức là 34 đồng 18 sen thì Polkadot đã có cái thông tin ra mắt PairChain Auction đây là một trong những cái cập nhật Mà có thể kết nối mạng lưới Polkadot với là những mạng lưới như là Bitcoin hay là Ethereum Dẫn đến giá cả của đồng DOT, đồng Polkadot tăng lên Hay là chúng ta thấy là những đồng khác như là Uniswap cũng có sự tăng trưởng rất là mạnh Thực ra đã qua khỏi 30 đô rồi bây giờ là xuống chỉ còn có 29 đô 68 cent và các bạn thấy được là thị trường ngày hôm nay thì cũng có một số những cái altcoin tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn bây giờ mọi người lại chú tâm vào tình hình của Bitcoin. Các bạn thấy là những đồng tăng trưởng ngày hôm nay như là OKB tăng 57%, MDAX tăng 45%, Holo tăng 42%, Phantom 35%. Pony X 31%, Bitcoin Gold 20%, IOST tăng 17%, Bancor tăng 16%. Có thể nói là trong vòng một tuần qua thì chúng ta có rất nhiều những cái altcoin tăng trưởng mạnh. Nhưng mà bây giờ thường nghĩ là mọi người đại chú tâm vào thị trường Bitcoin một lần nữa. Các bạn thấy được là giá Bitcoin mặc dù là đã có vốn hóa rất là cao nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đã tăng 23,6% rồi một trong những điều mà tôi nghĩ là làm cho nhiều bạn cũng khá là mất kiên nhẫn đó chính là giá cả của Ethereum. Ethereum đã qua khỏi 2.000 đô nhưng mà bây giờ lại đi chợ xuống dưới 2.000 đô, vẫn siêu cái mức là 1.900 đến 2.000 thì vẫn cao hơn là cái mức cũ là 1.400 đô nhưng mà các bạn thấy được đã không có cái sự tăng trưởng như là nhiều người đang chờ đợi và thuận thì vẫn tiếp tục có lòng tin vào Ethereum. Tôi sẽ chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn một lát nữa Nhưng mà Ethereum thì hiện bây giờ có thể là giống như là Bitcoin trong cái khoảng thời gian mà không phá được 20.000 đô hay là khoảng thời gian mà Bitcoin dưới 10.000 đô khi mà chúng ta thấy là giá Bitcoin Hầu như cái ai đó muốn giữ giá thấp thì mà tiếp tục thu mua Ethereum thì bây giờ cũng có cái cảm nghĩ như vậy Có thể là ai đó đang cố tình giữ Ethereum ở cái mức này để có thể tiếp tục được thu mua nhiều Ethereum Cho nên Thùng vẫn tiếp tục có lòng tin vào Ethereum